Thực tế ngày hôm nay sẽ mời quý vị đến với tỉnh Lào Cai và cùng gặp gỡ một lương nghi đặc biệt. Tình nhiều năm nay, lương nghi Phạm Văn Thanh ở thành phố Lào Cai thường xuyên chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Và không chỉ có vậy, vị lương y này còn luôn tìm cách giúp đỡ bệnh nhân dù họ ở rất xa. Với ông Thanh, làm việc tốt chính là tốt từ cái tâm cho tới hành động. Trở về nhà, ông Thanh lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình là khám chữa bệnh cho mọi người. Hôm nay, bà Lê Thị Sánh quay lại kiểm tra sức khỏe. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền để chữa trị ở bệnh viện. May mắn bà Sánh gặp được ông Thanh, nhờ vậy mà bà đã chữa được bệnh và khỏe mạnh trở lại. Không có tiền cũng chữa mà có tiền cũng chữa chứ không phải là có tiền rồi mới chữa. Tôi xem ở trên thông tin như báo thì tôi thấy những hoàn cảnh như thế, người ta bị bệnh thì liên lạc và tôi sẽ gửi thuốc tặng cho họ. Thế còn một số trường hợp người ta trực tiếp liên lạc thì bây giờ nhờ công nghệ thì tôi có thể hỏi về địa phương, nếu khó khăn thực sự thì tôi giúp. Cũng có một số trường hợp ấy thì tôi cũng gửi cho họ một phần tiền nhỏ nhỏ để trong thời gian người ta uống thuốc, người ta có cái điều kiện để đỡ phải lao động vất vả thì cái hiệu quả thuốc nó sẽ phát huy được tốt hơn. Số bệnh nhân ngày một nhiều thêm, những tập thư ngày một dày thêm, số thuốc cứ vơi rồi lại đầy. Với ông Thanh, những bức thư, những cuộc gọi báo tin của bệnh nhân đã khỏi bệnh chính là động lực để ông tiếp tục công việc thầm lặng của mình. Đấy là sự san sẻ và tình người, chứ không phải là điều chúng ta nhận lại được cái gì. Như thầy hai con vịt, nhưng thầy không lấy, thầy lại giả tiền, thầy không lấy.